Chị ơi, chờ em chút cho chị cái máy của chị. Chị có coi kênh Silly không ạ? Là không phải chị coi kênh Silly mà làm chuyên về cái Widow Eyes mình một video tiếp.
Em có quen chỗ tiêm từ đây không? Ừ. Rồi em cũng tiêm tiêm tai, tiêm cái tai phải không? Chưa tiêm gì. Đang cứng nhắc. Tiêm không được, tiêm không, tiêm hai tai hết rồi. Hai được mấy ba triệu. Nó không ảnh gì cái này tiêm. Cái thuốc cái dược viên Hàn Quốc về đó chị. Tiêm xong rồi nó kiểu nó thoát ra được mồ hôi á. Em cũng chưa hiểu rõ lắm nên mình chưa dám tiêm. Cái đó hay cái gì? Cái người nào mà cũng to hay người ta tiêm vào nó có hai loại, một loại là tiêm để cho nó phần ra, loại là tiêm cho nó sẹp đi. Đúng rồi. Tiêm hệ thống cầm hơi bị nhiều tiền đấy. Em thấy hai cái tay không là hết ra. Nếu mà không có giảm giá là hết 3.7 á. Người ta còn mới á, nên là em người ta nói em quay này người ta giảm cho còn là khoảng 1.5 triệu sáu. Tiêm hai tay. Thấy nhiều người tiêm thấy cũng đẹp lắm chị, đặc biệt mấy bà mà cũng vui được tiêm xong rồi cũng đi một cái vui. Chưa cao thì mình cứ ngang đây thôi, khi mà thu nhập cũng cao rồi đấy tiền lại là dư nhiều rồi chắc chắn là cứ thấy nó đẹp là đầu tiên rồi. Nhiều người làm từ thiện cũng được lắm chứ, cái đó thì làm từ thiện đó mà ít được khen hơn so với là làm từ thiện một lừa đảo. Cứ một có 100 vụ làm từ thiện, 100 có 1-2 vụ làm từ thiện lừa đảo cái là rồi đó, người ta quy chụp làm từ thiện lừa đảo luôn. Còn nhiều người có nhiều cái kênh vlog có những người ta làm từ thiện mà mình xem mà mình chạy nước mắt luôn, người ta làm một ý nghĩa luôn. Tìm tòi sâu xa đâu rồi thôi. Em đang tìm một cái đồ để làm cái đó là một ý nghĩa đấy.
kiểu mình sẽ tìm những cái hoàn cảnh mà người ta cần giúp đỡ, thì mình cũng không kêu gọi gì ai trong cái khoảng mình có hoặc là những cái người xung quanh mình, thì mình giúp được cho người ta, cái đó là cái hay. Xưa chị nói là chị đi làm bán hàng online đó, bán hàng online mà cái tập đoàn Mexico em biết không? Mexico, nghe cũng quen quen. Trong tình yêu người ta có cái việc là vu vơ như một đứa trẻ, không,
điện hả? Thiền điện hả? Cái khoa cái lớp gì đó. Ồ, cái thiền ngồi điện qua. Ồ, mình kéo chân.